Hi, chào các bạn nha. Hôm nay mình quay cho các bạn hoa sen Đà Lộc này. Mình ở miền Bắc nhé. Cụ thể vị trí địa lý chính là Hưng Yên. Điểm giáp danh giữa Hưng Yên và Thái Bình và Hải Dương luôn. Để cho các bạn xem này. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 này. Bắt đầu chớm đông rồi ạ. Sen Đà Lộc vẫn nở. Không nên nghe theo một số người trên mạng là à mà mình cũng đang quay trên mạng. Đây ạ. Vị trí mùa đông sen Đà Lộc vẫn nở như thường. Cái này sẽ nở từ tháng 4 đến hết tháng 10 này các bạn ạ. Đây còn một lồng hoa nữa này, một lồng hoa cuối cùng của năm này. Chắc là thôi rồi. Bình thường nó vẫn nở nhé. Loại này thì ở miền Bắc trồng không được như miền Nam. Miền Nam có hoa quanh năm nhưng miền Bắc chỉ có hoa mùa hè và mùa thu thôi. Bây giờ sang chớm đông là đợt hoa cuối cùng rồi. Bản thân mình thì cái cây không được đẹp. Nhìn xem như một rừng tre vậy. Cây này cao hơn 3 mét bạn ạ. Đây. Một khóm của nó như thế này là nở hoa rồi này. Đây là một khóm này. Khóm này đã trồng được 2 năm rưỡi nhá. Và phải gần 2 năm nó mới nở hoa các bạn ạ. Không biết nghe ai ở miền Nam mà bảo là trồng 6 tháng có hoa, nhưng mà mình đây miền Bắc thực tế mình trồng là gần 2 năm. Khoảng 20 tháng. 20 tháng thì bắt đầu có hoa. Cây này hoa liên tục vào mùa hè nhá. Nếu mà các bạn nào mà trồng mà nhỡ chẳng may mà nó nâu có hoa thì cũng không sao cả. Ví dụ như đằng kia là bụi màu hồng kìa. Màu hồng kìa. Hơn 2 năm rồi các bạn ạ. À. Chưa có hoa đâu. Nhưng mà nó chính xác là màu hồng. Nhìn thân lá giống hệt màu vàng ha. Cái đấy lúc mình xin giống là ở trên cây có hoa luôn. Cây màu đỏ này là cây đi mua này. Đợt mình mua nó còn chưa phổ biến đâu, trên mạng chưa có nhiều người nói đến cây này. Nên là mua giá khá là chát. Những là 600 nghìn một cây cơ. Và bây giờ hình như đâu đó là 60 à. Còn có một loại nữa, à hai loại nữa cơ. Ở vườn mình là có hai loại nữa. Một loại là đỏ đỏ đậm viền vàng này, lại giống như này nhưng mà là đỏ đỏ đậm hơn. Viền nó là viền vàng. Cái cây đấy thì thân và lá nó đều tím các bạn ạ. Dễ nhận lắm. Loại đấy là loại dễ nhận nhất. Còn loại nữa là loại hoa trắng hoàn toàn. Đây, trắng hoàn toàn. Trắng hoàn toàn vô cùng đẹp. Cái cây đấy thân lá của nó cũng khá dễ nhận vì nó màu xanh non và nó có phấn. Đâu đó bây giờ còn vài loại nữa như là phong hoa tulip, phong hoa hồng cơ. Rồi mình mới hỏi nhất là loại trắng nhụy đỏ. Cánh ngoài này trắng này nhụy này đỏ này. Nhà vườn đòi đâu đó 2 triệu rưỡi một thân. Nên mình thấy đắt quá, đợi 2 năm nữa cho rẻ mình mua. Hẵng đi chơi hết những cái đống này đi. Các bạn nào mà ở miền Bắc trồng thì cứ tự tin mua về trồng nhá. Đây, mình ở miền Bắc đây. Đây và chòm này, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây mình cho các bạn xem cái bán tự cảnh này. Đây, đất rất là ẩm ướt. Chỗ này úng ấy các bạn ạ. Nếu mà mưa dài ngày là sẽ bị ngập úng. Mà mình trồng ở đây, cả mỏ két nữa này. Nhiều mỏ két lắm. Mình trồng mỏ két thì cắt hoa bán mà. Lúc đầu định trồng Đa Lộc này để cắt hoa bán nhưng mà ở trên cây nó được lâu thôi. Còn mang về cắm thì chỉ được 4 hôm. 4 hôm là hỏng rồi đấy. Nên là quyết định thôi, không trồng bán nữa. Cái này ở miền Bắc thì trồng không hiệu quả kinh tế nhé. Các bác nào mà Hải Phòng nuôi dươi thì trồng cái cây này làm thức ăn cho dươi thì được này. Thức ăn cho gia súc cũng được các bạn ạ. Khá là năng suất. Mình là không có biết quay đâu.
bình thường cũng ít nốt mạng xã hội lắm. Đây, hoa. Hôm nay may sao lại có đúng tất cả các thời kỳ luôn. Trên cùng một khóm. Đấy, trên cùng một khóm này luôn nhé. Cây hoa đan lộc, cái khóm này nó phải đủ độ to nó mới nở hoa các bạn ạ. Nên đừng sốt ruột. Trồng chậu nhỏ thì cũng không có hoa đâu. Phải chậu tối thiểu đường kính 60 trở lên. Độ sâu thì không nhất định vì cái cây này dễ nó ăn nông mà. Mà trồng là trồng củ cho nó nổi lên thế này này. Đây này. Những củ nổi lên trên mặt đất này thì mới có hoa, còn những cái củ chìm xuống dưới là không có hoa đâu. Phải những cái củ nào nổi thân lên trên mặt đất. Đây hoa đẹp không ạ? Thôi. Video của mình đến đây thôi. Nói để các bạn biết, tự tin mà trồng thôi. Nhiều bạn cũng thích loại này lắm này. Mình thì không cảm thấy thích nó lắm. Nhưng bản thân mình mà trồng cái gì là mình thường sưu tập đủ bộ. Nên là loại này rồi sớm muộn gì mình cũng sẽ làm một bộ thôi. Bây giờ thì mới có 4 loại. Video đến đây là dài rồi. Chào các bạn nha.